Đây. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với đây. Hôm nay anh em mình có một món rất là ngon, thịt bò à, thịt bò mình chuẩn bị. Bao giờ thấy hôm nay ba đại ca đẹp trai không? Đấy, lúc nào ta chả đẹp trai. Trời, ba đại ca đẹp trai nhất mình mong mộ. Hôm nay mày biết ăn kiểu gì không? Ra đi tìm ốc nhồi, à ốc bươu vàng, quét bỏ đấy xong nướng. Ừ, nướng à? Ôi, ngon cực. Mày chưa? Anh ơi, chưa làm bao giờ. Tao đang nói lắm rồi. Chưa này, chưa này làm không phải có tí cước nó mới ngon. Thật. Thì mình nhảy hết ra ngay cơ bác. Nhảy, ba đại ca đẹp trai rồi. Trời, quá là đẹp trai. Cả làng người sống mua nhất ba đại ca đẹp trai. Đây. Mua nhất ba đại ca. Các bạn lên từ chiều. Nhất lên một gọi anh mãi rồi. Xuống ruộng bắt ốc. Bắt con nào anh to chở không? À, lên suối à, bắt đây. Hả? Suối có. Suối ấy. Ui, mưa rồi. Ui. Chuyển mưa thấp mưa ngập vào mương. Kì. Chuyển về thấp mưa ngập vào mương. Đi xuống suối xuống đi. Chả thế à? Bay thấp đi. Nhiều nhỉ. Bắt con nào to vào nhất. Quay. Anh em mình chẳng mang vượt đi chuẩn cuộn rán. Nhiều ạ. Đấy, tí nữa tôi sẽ tách bỏ cái lõi của nó đi, nhét thịt vào nướng. Trưng đây đủ không nhỉ? Mày đi bắt thêm mấy con nữa đi. Thôi anh đi bắt đi. Giảm lắm nhưng chút còn dụng lúa ấy. À đấy, mày nhóm lửa đi. Phải làm nóng nó mới tách được. Em đang nhóm rồi nè. Phải làm nóng mới tách. Ê, lôi được cái ruột nó ra luôn sao? Ê, con này không đó. Lôi được đâu. Ra. Ra mày. Không được đâu. Đấy. Nhưng mà ruột nữa. Thế, có tí ruột cho nó thơm. Ui. Lấy rau. Em làm sạch, em nướng. Đấy, được. Moi được ruột luôn. Thế là được vài món ấy. Em lấy cái mề. Không kéo là đứt tay thôi. Lấy cái món nó em nướng. Anh ạ. Đấy, moi được đấy. Moi được hết lõi luôn mọi người ạ. Đây. Đấy, hết lõi luôn đấy. Đấy. Moi được. Anh moi đi. Được cái món nữa đấy. Mày đi bắt con... Không. Mày đi bắt mấy con nữa đi. Em ở đây em chờ. Mới được sống. Em làm món này em nướng này ạ. Cái này cho cá nó. Ra mấy. Ây, con này. Ngại quên đấy. Sao anh chặt mất cái mõm nó rồi? Đó. Chặt đâu? Cái mõm nó mất bán gì? Già. Chẳng tha cũng phải tha.
ra cũng phải ra, lên cũng phải lên. Đấy, anh thấy em làm ra đầy quả mềm. Mồm nó ăn đấy, mồm nó ăn được anh ạ. Cọ sạch vỏ ốc đi đã. Cọ sạch đi trong nướng, nướng mồm nó ăn chứ. Còn con này vẫn còn mắt. Đấy, nè. Mắt này, đấy. Ra. Ra. Đấy. Ra, bỏ hết con hết cứt đi. Cọ sạch đi xuống rồi nhé. Sạch rồi thì riêng ra hết. Nhưng mà vỏ ốc này anh lấy vỏ ốc làm gì? Đút thịt vào nướng. Trời ơi à. Em tưởng ăn thịt này không thôi mà. Thịt này nè. Gì? Thịt chai chai nữa. Thịt ốc riêu nữa. Con này là dụng như con này nhá. Đấy. Dụng như vỏ này nhá. Nhét thịt vào. Chưa sạch. Sạch rồi. Nhét vào đây nấu á. Nướng. Ơi nhưng mà chín được không? Thịt này mình ướp. À mà chín được đấy. Lần trước em nướng con ốc cũng cả con. À giống ngon thế chứ. Anh lấy cái nắp nó đây mà. Tao thiết kế món gì chẳng ngon. Hoài. Kéo đi học được cái đâu. Nhưng cái đâu không thấy ở đâu có cái món này không? Đây gọi là món ốc gì nhỉ? Phải gọi nó là món ốc gì giờ này? Ốc spaghetti. Phải bế. Em lấy cái này nhé. Ừ. Đố anh chị đố được là cái gì ạ? Tạm chị. Tạm. Mày xiên thế nào nữa? Ừ. Cứ thế mà xiên. Xiên vào đâu? Xiên vào gái. Xiên vào gái luôn á? Ờ. Tăng nhỉ. Ngu đấy. Này, con người là hơn nhau ở cái đầu. Thông minh lên tí. Sợ. Đầu chỉ để mọc tóc và cạo nốt tóc đi. Cho nó thông minh. Thế anh chặt đôi ra cho em. Từ ta phải cọ rửa nó sạch sẽ, vỏ ốc, rồi mình đút. Trong nó vẫn còn cái nhảy đẹp. Ốc làm sạch chiên vào. Sơ. Sơ. Ôi, thiếu ốc à? Mình đi kiếm ốc thêm. Anh đi kiếm. Còn đâu thì nướng ngoài. Đâu nặn lại chiên nữa. Đấy. Còn này nữa. Không biết ăn được không nhỉ? Ngon. Khéo lại đặt sản ấy nhỉ. Mai kia lại các nhà hàng lại có món thịt nhồi ốc. Thịt nhồi vỏ ốc. Nhưng mà thiếu ốc kìa anh ạ. Đấy. Thiếu vỏ rồi. Được. Tạm thời nướng chỗ kia đưa ra để em nắm vào em đi nướng. Không, tí nữa. Tạm thời nướng như này đã. Đây này. Đem đây 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 anh này. Anh ơi, đả câu bổng. Cầm nốt mấy con này sang đây để nướng. Ốc biêu. Cầm nốt mấy con này sang đây. Nướng siêu to. Nơi đâu ra cái này ấy? Hả? Anh giấu à? Giấu. Em mình để rất nhiều đồ ngoài đồng. Nè. Thích là lại lôi ra dùng. Thịt. Không biết ngon không nhỉ? Chắc là ngon đấy. Đấy, món ốc của em mới đặc sản nè. Đói hơi chứ. Tưởng anh không ăn. Đói chưa? Đói chê. Đói thật đấy. Tối tối sót hết cả ruột. Trưa nay uống mấy cốc bia sẽ ruột thế. Nào đưa cho em đói đó. Này,
than đỏ lửu. Đấy, tí nữa thì chín đấy. Thôi anh đi chơi đi. Em cho đi kiếm thêm ốc thì không nhắc nó thịt. À, nhanh chín, ơi, nhanh chín mọi người. Anh ơi, nó sủi sủi ở đây rồi. Đấy, thấy nó sủi chưa? Mọi người thấy sủi chưa? Đấy. Chắc là chén, chén này, tốt rồi. Này, mọi người thấy của mình đang bắt đầu ngon chưa? Bò tái mà. Rồi, chở vài phát nữa là chén đó. Đói quá. Chín. Nhưng mà cái này chín rồi đây này. À, anh em mình ăn cùng ăn. Em nướng mà. Được. Cùng ăn. Anh hết cảnh nhé. Mình ngắt nhé. Mời tất cả mọi người nhé. Ngắt hết. Giòn đấy. Thơm. Thơm á. Ui, cái này là chưa làm sạch thì như thế nào rồi. Thơm á. Đây là cái đầu ốc bươu vàng. Ngọt ngọt trong da ông này giòn thơm. Hôm nay mới làm chưa sạch. Sạch rồi. Nhứt nhèo rồi. Anh đừng ăn. Đông thèm. Ăn đông chỉ đông cái này này. Bươu vàng à? Vâng. Bươu. Ông làm gì đấy? Cua nướng được không nhỉ? À, thử xem nha. Không, tao thử chăm chín chưa thôi. Ui, mời mọi người nhé. Ăn luôn. Chín luôn. Từ từ cho nó chín hẳn, úp úp nó xuống rồi chín hẳn. Cho nó như thế nào ấy? Úp xuống lại mất nước. Thế nào chưa chín thì úp thôi. Em ơi, lấy em một cái rồi. Chưa chín, thế mày không thấy đỏ lòm này à? Không, đấy rồi. Lấy em cái này rồi. Ăn. Này. Em đây. Không bỏng đâu, không bỏng mấy đâu. Em chịu, em ăn em xem. Nhảy được như ốc anh nhỉ? Này! Chị đỏ đỏ kìa. Đỏ kìa. À, bỏng. Ui. Nhảy được như ốc luôn. Hả? Mẹ ở bạn nhá. Đây, cho mọi người xem kỹ đây. Quật lửa. Nhảy được như con ốc luôn. Ngọt ngay nhỉ? Ngọt lắm. Chán rồi. Tái tái này mới ngon rồi. Ngon lắm. Ăn nóng, ăn từng con một. Thêm con nữa. Ngọt lắm. Rồi mới ngọt xíu. Ngọt lắm. Ai. Ui này, cho các bạn xem này. Ê à. Ôi thôi, đứt đuôi rồi. Cho các bạn xem này. Nha, con này cầm này. Chọc. Đúng nào. Cầm này. Chọc vào nha, nhảy ra như ốc ấy. Đấy, như ốc luôn. Y xì ốc luôn. À. Nước ở trong nó ngọt nữa. Bỏng. Nước rồi, cứ để hút nước. Còn. Ăn ốc kiểu này ngon nhỉ? Phải ăn cho nó đỡ đói mới đi tắm được một ngày. Thịt bò ăn ngon kinh khủng. Ngọt thơm lắm. Ui, con này tải tái đây này, này mới ngọt đấy. Chán con đấy. Không, mày ăn con kia đi. Con này nó chín mất rồi. Cái tải tái này này. Bò phải ăn tái, con này chín mất rồi. Ừ. Ít xì con ốc. Một hút con nước trong rồi. Nguội rồi, nguội á. Ừ.
tôm ấy. Ngon. Gói à? Chị đi tắm không? Đã lâu rồi, gói lắm. Ủa, còn đợt gãy, còn đợt gãy. Đấy. Phải làm khéo, dài không? Con này mới ngon này, nó đỏ đỏ thế này. Không, ăn vừa ngon lại còn chuẩn nữa. Nó phải đỏ thế này này. Nãy giờ lá rồng thì cần bắt ốc biêu là nấu được thì. Hay là hôm nào mình bắt ốc biêu xong rồi mình băm nhỏ ốc biêu xong rồi mình cho gia vị vào, cho vào trong ốc biêu mình nướng tiếp. Thế khác thì ốc biêu uống. Ờ, nhưng mà mình băm ra mình cho gia vị. Nếu là mềm sạch thế gì. Ừ. Cũng được đấy. Ôi trời ơi. Mày lại đem này sang biên dụng của bay giấu đi. Đợi nó nguội ra, đợi nó nguội ra thì mới giấu được. Đi tắm. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới. Ngon quá các bạn ạ. Kênh của mình lại bị khóa comment, chưa comment. Nhớ. Các bạn nhớ đăng ký kênh nón chung bên cạnh nhá. Và các bạn thấy hôm nay Mai Đại Ca đẹp trai không? Mình lúc nào chả đẹp trai. Chào mọi người. Bye bye. Mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh Tinh Hoa Trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30. Thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàn cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chạm uống trà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tamao TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình
là nhờ mua sản phẩm của anh em mình đấy nhá. À, cho mọi người xem lại một lần nữa. Đó. Rồi, ok. À, mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688. 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé, và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý, thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.